Okay, so welcome to our lesson number one. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với cái bài học đầu tiên của chúng ta. Okay. Và trong cái bài học đầu tiên này, chúng ta sẽ học về một cái câu chuyện vô cùng thú vị, vô cùng tuyệt vời. Okay. Và bao nhiêu bạn đã sẵn sàng rồi nhỉ? Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng rồi? Vì đầu tiên thầy Tony muốn tất cả các bạn là khi các bạn bắt đầu cái giờ học của thầy Tony, chúng ta sẽ không ngồi ở trên ghế, okay? Chúng ta sẽ đứng dậy, okay? Chúng ta sẽ chỉ làm việc với nhau, mỗi một video này chúng ta chỉ làm việc với nhau trong vòng từ 5 đến 10 phút thôi. Chúng ta sẽ không ngồi ở ghế nhá, mà chúng ta sẽ đứng dậy. Và các bạn cũng sẽ không cần phải viết cái gì cả, hãy đứng dậy nhé. Ok, are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và khi mà thầy Tony hỏi các bạn là are you ready, các bạn sẽ làm như này nhé. Các bạn sẽ nói như này và nói yes. Ok, are you ready? Yes. Hãy đứng dậy nhé, hãy đứng dậy, đừng có ngồi ở trên ghế, đừng có ngồi ở bàn học, hãy đứng dậy. Và có thể là hãy đứng trước cái camera như là thầy Tony đang đứng trước camera như này. Và hãy tương tác với thầy Tony. Ok, are you ready? Các bạn nói yes nhờ, yes, mạnh mẽ vào. Hãy tự nhiên đi, bởi vì Tony biết là có thể là xung quanh, có thể bố mẹ đang cười các bạn, không có sao cả. Cái người ta cười mình mới là tốt, đúng không? Bố mẹ cười chúng ta, bố mẹ mong muốn tốt cho chúng ta thôi. Ok, are you ready? Yes, ok. Và cái bài học đầu tiên này chúng ta có tên là Kiss. Ok, Kiss. Chúng ta sẽ học về một cái chàng trai rất là tuyệt vời và đẹp trai tên là Tony. Ok, are you ready? Yes, ok, good. Ok, và trong cái bài học đầu tiên này chúng ta sẽ có một vài cái từ có thể là mới, có thể là cũ với các bạn. Ok, are you ready? Ok, và chúng ta sẽ có từ đầu tiên. Ok, ai biết từ này? Ai biết từ này? Ok, good. Chúng ta sẽ cùng học từ này nhá. Hãy tưởng tượng là Tony đang Tony, một chàng Tony rất là đẹp trai đúng không? Đang đi ra chợ, hoặc đang đi ra một cái cửa hàng bán ô tô chẳng hạn. Chàng ấy cầm theo một cục tiền như thế này và đang đi mua ô tô. Ok, và chúng ta học từ này nhá. Chúng ta hãy cảm tưởng tượng mình đang đếm tiền này. Buy. Ok, các bạn đọc theo thầy nhé, đọc theo thầy nhá. 1, 2, 3, go. Buy. Đọc theo thầy nhá. 1, 2, 3, go. Buy. Ok, 1, 2, 3, go. Buy. Lao được, các bạn đọc to lên, đừng có ngại. Nếu như mà các bạn đang học ở trong phòng, hãy đóng cửa phòng và hãy nói to lên. Bởi vì là hãy đứng dậy, vận động, di chuyển và hãy nói thật to, đọc thật to cùng với thầy, ok? Hãy tin tưởng thầy đi, hãy làm những cái điều rất là cơ bản đi. Bởi vì chắc chắn là đây là những cái điều này giúp các bạn nói tiếng Anh một cách tự tin hơn. Ok, hãy đứng dậy, nói thật to nhá. Ok, 1, 2, 3, go. Bye, ok, 1, 2, 3, go. Bye. Có thể cái từ rất là dễ dàng thôi, nhưng mà các bạn hãy làm theo thầy để mà chúng ta có thể sử dụng những cái từ này trong cuộc sống. Ok, chúng ta sẽ cùng đến một cái từ tiếp theo, từ này rất là dễ này. Ok, Ok, chúng ta hãy tưởng tượng trước mặt chúng ta là một cái xe ô tô và chúng ta bước vào cái xe ô tô đó, chúng ta ngồi lên vô lăng, chúng ta lái thử nhá. Ok, new car. Follow me, các bạn đọc cái này nhá. New car. Lao được to lên. Thầy biết là rất là nhiều bạn đang ngại nhưng mà hãy đọc to lên. Ok, 1, 2, 3, go. New car. Ok, new car. Các bạn khi mà đọc qua 3 các bạn hãy mở miệng to ra một chút. Ok, are you ready? Ok, new car. Lao được. New car. Ok, chúng ta hãy tưởng tượng là đang lái xe. New car là xe mới, xe cũ. Xe mới. Ok, nào. 1, 2, 3, go. New car. Đang lái xe lắc lư nhá. Ok, new car. Ok, good. Đọc theo thầy, đọc to hơn một lần nữa thế nào. 1, 2, 3, go. New car. Good. Ok, chúng ta vừa học. Nào các bạn, để xem các bạn có nhớ không nhá. 1, 2, 3, go. Lao được. To lên. Ok, 1, 2, 3, go. Ok, good. 1, 2, 3, go. New car. Hãy đọc to lên nữa. Ok, to hơn nữa nhá. Ok, good. Ok, good. Và chúng ta học tiếp một từ nữa này. Ok, go. Expensive car. Ok, follow me. Expensive car. Sim. Ok, expensive car. Ok, đây là một cái xe đắt hay rẻ? Đắt, đúng rồi. Các bạn hãy tưởng tượng vừa lấy thì tôi đi cầm một cục tiền đi ra cửa hàng mua xe không? Cục tiền ở trên tay này, ok. Rồi hãy tưởng tượng ra tung tiền, ok. Expensive car, ok, các bạn hãy làm nhé. 1, 2, 3, 4, nó có 4 âm, ok. Expensive car. Lao được to lên nào. 1, 2, 3, go. Expensive car. Ok, các bạn hãy hơi ngửa người về sau. Đứng dậy nhé, không được ngồi nhá. Ok, hơi ngửa người về sau, nào. Expensive car. Âm A của cái từ car, các bạn mở miệng to. Ok, expensive car. Lao được to lên nào. Expensive car. Ok, good. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem các bạn có nhớ những cái từ vừa nãy không nhỉ? Ok, are you ready? Quên rồi à? Ok, are you ready? Các bạn nói nào. Yes, ok. Are you ready? Yes, ok, good. Are you ready? Yes, ok. Go, go. New car, right? Go,
call, okay? Go, go. Buy, good. Go, go. Expensive car, good. Go, go. New car, good. Okay, một lần nữa xem mà nhớ các bạn nhé. 1, 2, 3, go. Expensive car, good. New car, good. Buy, good. Okay, các bạn nhớ rồi đấy. Okay, good.